Nhân xin chào các bạn đã quay trở lại với cái vlog của Trang Man. Hôm nay thì nói chung là không có gì đặc biệt hết, nhưng mà mình có một số chuyện để mà chia sẻ với mọi người cho nên quyết định làm cái vlog này. Thực tế thì mình mới ngủ dậy cho nên là mới rửa mặt à, còn chưa kịp cạo râu nữa đó. Các bạn có muốn biết cái này là cái gì? Thì cái này là cái máy dao cạo râu của Xiaomi. Thay vì các bạn xài mấy cái loại dao cạo bình thường rất là đau và rất là hại da, thì mình khuyên các bạn nên xài mấy cái máy cạo râu như thế này. Mình sẽ vừa skin care và mình sẽ vừa tâm sự với các bạn, cho nên là các bạn đừng có chê mình chai mà điệu quá hay ngựa quá nha. Tại vì ở Hàn Quốc á, nếu các bạn mà không chăm sóc da thường xuyên á, thì da các bạn sẽ rất là nhanh bị khô, và nói chung là nhìn nó bong chóc vảy rất là tệ luôn á, cho nên mình phải chăm sóc da rất là thường xuyên mỗi ngày. Nhưng mà nói sơ qua tình hình Hàn Quốc hôm nay á, cái số người mà nhiễm corona đã lên tới 1.100 mấy chục người rồi các bạn ơi, và thậm chí cái ca mà số tử vong đã chiếm khoảng 10-11 ca rồi. Tình hình căng đến như vậy đó các bạn. Nhưng mà người Hàn Quốc người ta vẫn chưa ý thức được điều đó hay sao á. Khi mình ra ngoài đường, không hiểu vì lý do người ta không mua được mặt nạ hay sao, hay là người ta thích trưng cái sự đẹp trai xinh gái hoặc là chơi cái lớp make up ta đi á, vẫn rất nhiều người không chịu đeo khẩu trang. Mặc dù mình thấy wow, hôm nay ngoài đường nhiều anh đẹp trai, nhiều chị xinh gái thiệt đó, nhưng mà không có đeo khẩu trang là trời ơi, phải xanh lá với mấy chị đó liền, phải xa lánh liền. Eo ôi, đẹp đi chăng nữa nhưng mà chết sớm thì cũng vậy à. À bây giờ con vị si cô nó ngồi nó làm như vậy thì sao mà mình quay clip đây. Ừ, bây giờ mình sẽ đắp mặt nạ tí xíu nha. Cái máy này xịn sò lắm các bạn ơi, phải xài tới app đấy. Mở máy lên, kết nối với điện thoại và phải scan cái mã code đằng sau đít này để lấy cái liệu trình. Đây là liệu trình buổi sáng, xong sau đó sẽ là bấm start, nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Cái điều mình thích nhất của cái máy này, nó có cái chức năng làm nóng và làm lạnh. Thì mình rất là ghét đắp mặt nạ trên trời Hàn Quốc vào mùa đông á, đã lạnh rất là lạnh rồi mà đắp mặt nạ vô chắc chết. Cho nên á, cái lý do mình mua cái máy này là tại vì cái máy này có chức năng làm ấm cái mặt nạ lên. Bây giờ nó chuyển sang đèn LED màu xanh rồi, thấy không? Cái đèn LED của nó có rất nhiều chức năng khác nhau. Và một ngày nào đó thì mình sẽ review cụ thể cho các bạn hơn nha. Thì mình có gì mình sẽ link ở phía dưới. Và cái liệu trình như thế này chỉ tốn mất khoảng 1 phút 30 giây thôi, rất là nhanh gọn lẹ đâu đúng không các bạn? Và bây giờ mình sẽ tiếp tục với chuyên mục kể chuyện bé nghe tiếp đây. Let's go! Thì mấy nay á, so với cái việc mà sợ Corona 1 thì mình lại sợ Hàn Quốc 10 luôn các bạn ạ. Trước mắt thì mình vẫn chưa mua được khẩu trang, mặc dù là nhà nước chính phủ Hàn Quốc người ta đã hỗ trợ bằng cách là sẽ bán khẩu trang ở bưu điện và ngân hàng. Nhưng mà hôm nay mình ra, có lẽ là mình ra trễ quá cho nên mình không mua được. Nên mình hy vọng là vài ngày sau mình đi ra coi thử xem có mua được hay không. Đến bây giờ thì mình vẫn xài những cái khẩu trang cũ. Đối với nước rửa tay và những cái bình xịt á, thì mình cũng đã đặt trên mạng sẵn rồi. Nhưng mà mình đặt khoảng mấy ngày trước lận, đến bây giờ vẫn chưa được giao. Mặc dù các bạn biết ở đó ở Hàn Quốc á, người ta giao hàng thường rất là nhanh, nhưng mà không hiểu tại sao lần này người ta lại giao lâu đến như vậy. Chắc là do quá là nhiều người đặt hàng cùng một lúc đi, cho nên người ta đang bị dồn cái đơn hàng lại. Mình hy vọng là tình hình sẽ bớt căng thẳng hơn. Tại vì cái số lương thực mình dự trữ á, thì mình nghĩ chỉ được khoảng 2 đến 3 tuần là cùng, và cao nhất là 4 tuần thôi. Nếu mà nó càng nghiêm trọng hơn nữa thì không biết là vài ngày sau hoặc là mấy tuần sau, không biết có đủ để mà sống hay không nữa. Nhưng mà đó cũng chẳng là gì so với cái tình hình hiện tại ở Hàn Quốc. Nếu bây giờ mà các bạn đi ra ngoài những cửa hàng hoặc là những tiệm cà phê, những hàng quán, nhà hàng, đồ ăn, thì cái ánh mắt mà người ta nhìn vào bạn, nếu mà người ta hỏi rằng là bạn có phải là người nước ngoài hay không, thì ngay lập tức họ sẽ từ chối phục vụ bạn. Và thậm chí có rất nhiều cái cửa hàng, nhà hàng, người ta dán hẳn một cái tờ giấy ghi là cấm người nước ngoài vào, chỉ người Hàn Quốc được phép vào. Nhưng mà người ta không có nhận ra được một cái lý do tại sao cái dịch này nó bị lây nhiễm nặng đến như vậy. Không phải là do người nước ngoài tụi mình, mà là do chính vì cái sự cứng đầu chủ quan của họ đã lây cái bệnh corona này càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Và đến tận bây giờ người ta vẫn không đeo khẩu trang mà, thì biểu làm sao mà trách bọn người nước ngoài tụi tôi được. Và thậm chí mình đi ra ngoài đường nha các bạn nha, mình thấy 99% những người nước ngoài người ta ý thức được cái bệnh này nguy hiểm như thế nào. Nên mình đều thấy người da đen, người da vàng, người da trắng, nói chung là những người nước ngoài sống bên này đó, đều đeo khẩu trang hết. Vậy thì mắc gì những người Hàn này người ta lại kỳ thị những người nước ngoài như tụi mình. Hiện tại mới chỉ khoảng 1.100 mấy chục người nhiễm thôi, nhưng
mà người Hàn Quốc người ta đã có cái ánh nhìn kỳ thị những người nước ngoài tụi mình như vậy rồi. Vậy liệu rằng khoảng 1 tuần, 2 tuần hay là 1 tháng sau, nếu mà cái tình hình này trở nên nghiêm trọng hơn và một khi nó càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa, thì những người nước ngoài như tụi mình sẽ bị đối xử như thế nào? Và nếu tụi mình, những người nước ngoài mà mắc cái bệnh này và phải đi vào nhập viện chung với những người Hàn Quốc, thì người ta có đối xử với tụi mình công bằng như là người Hàn Quốc hay không? Hay là người ta lại nói ra nói vào chính vì đám tụi nước ngoài tụi mày nên tụi ta mới bị bệnh như vậy? Thì mình cũng rất rất là lo cho những cái bạn mà người Việt Nam đang sinh sống và tiếp tục muốn ở lại Hàn Quốc. Mình nghĩ tất cả những cái chuyện mà kỳ thị như vậy đơn giản tại vì bây giờ người Hàn Quốc người ta đang bị cái bệnh dịch nghiêm trọng như vậy. Người ta sẽ kiếm cái người để mà người ta có thể đổ lỗi, tống hết trách nhiệm vào cho người đó, bắt người đó phải chịu. Và đặc biệt là các bạn thấy hiện tại thì có rất nhiều người Hàn Quốc người ta làm đơn lên Nhà Xanh để mà kiện ông Tổng thống Moon Jae-in vì cái việc không có thể nào mà kiểm soát được cái dịch bệnh này. Và các bạn nghĩ coi, đến Tổng thống Hàn Quốc mà người ta còn dám làm như vậy thì mấy đứa người nước ngoài như mình á, trời đất ơi, không biết như thế nào luôn á. Nói đến khúc này, bây giờ các bạn mới nhận ra là ồ, thì ra Hàn Quốc cũng có những người như thế này. Thì các bạn có thể xem lại cái chuyện 20 người Hàn Quốc người ta vừa mới nhập cảnh vào Đà Nẵng và bị cách ly đợt vừa rồi. Mình nghĩ đương nhiên là chỗ nào cũng có người này người nọ thôi, nhưng mà trước mắt các bạn vẫn cứ nên bảo vệ bản thân mình là tốt nhất. Nói một chút xíu về cái chuyện 20 người Hàn Quốc đi du lịch từ Daegu ngay cái tâm vùng dịch đến Đà Nẵng đi du lịch và bị nhà nước mình cách ly. Mình không biết những cái bước thực hiện cách ly, những cái công đoạn của Bộ Ngoại giao mình có vi phạm những cái quyền quốc tế hay không. Nhưng mà cái thái độ của 20 người này thì các bạn thấy rõ ràng một điều rằng họ rất là khinh Việt Nam mình, chê Việt Nam mình nhà vệ sinh như thế này, chê khu cách ly ra như thế sao. Và thậm chí cái việc mình ghét nhất là cái giọng điệu của cái người mà người ta trả lời phỏng vấn nghe rất là khó chịu, kiểu như khinh khỉnh luôn. Và cái từ vựng mà người ta dùng để miêu tả cái ổ bánh mì mà thơm ngon ơi là ngon, một trong những món ăn ngon nhất thế giới, mà họ lại nói rằng là chính quyền Đà Nẵng chỉ cho tụi tôi vài mẫu bánh mì, dùng từ mẫu bánh mì cho các một mẫu, nhưng họ không dùng từ ke, nghĩa là một ổ, một cái bánh mì đàng hoàng tử tế. Nghĩa là sao? Họ khinh khỉnh cái bịch bánh mì mà Việt Nam mình cho họ miễn phí đó, mà họ xem ra như đó chỉ là một miếng bánh bé xíu thôi, không có đủ chất dinh dưỡng, không có đẳng cấp để tụi tao có thể ăn sáng. Trời ơi, lúc đầu mình có cái phỏng vấn này mình nghĩ rằng là chắc là tại vì 20 người trong cái đoàn đó chắc là nhiều người là người già, cho nên họ có nhận thức, họ có những cái suy nghĩ không có đáng như vậy. Nhưng không, trời đất ơi, vừa mới xem một cái clip trên YouTube của chính cái kênh truyền hình đó phỏng vấn những cái người vừa đi từ Việt Nam về, thì trong đó họ phỏng vấn hai người đó là thanh niên trai tráng, đàn ông con trai còn rất là trẻ luôn các bạn. Ngay cả cái lớp trẻ cũng có thái độ như vậy với Việt Nam mình là mình không biết phải nói làm sao luôn rồi đó. Nói chung là có rất nhiều cái ý kiến trái chiều trong cái vụ việc này. Đối với mình là một người Việt Nam, mình thấy những cái sự đối tiếp, đối đãi của Việt Nam mình đối với những người Hàn Quốc, những người mà đi từ cái vùng dịch nguy hiểm về có thể lây bệnh cho Việt Nam tụi tôi, đối đãi như vậy là quá là tốt rồi. Còn các bạn đang xem vlog này, các bạn có những cái suy nghĩ gì về cái hành động của 20 người đó, các bạn phải comment phía dưới này. Hàn Quốc phát triển thì phát triển thiệt đó, nhưng mà vẫn có rất nhiều người người ta không chịu phát triển cái này. Và nói thì nói gì chăng nữa, Hàn Quốc có những người như vậy thì đương nhiên Việt Nam mình cũng có những người như vậy. Bây giờ có rất nhiều người Việt Nam, người ta đang có một cái nhìn rất là khắt khe với những bạn đi từ Hàn Quốc về, cho dù người đó có đi từ vùng dịch hay không dịch đi chăng nữa, nhưng mà người ta vẫn kiểu như là mày đi về, mày về làm gì, mày sống bể thì chết bể luôn đi, chứ đem dịch bệnh về đây làm chi. Cho nên đây là một cái suy nghĩ nó vô tình khiến cho những cái bạn mà muốn đi về bị áp lực rất là lớn. Mình hy vọng là Việt Nam mình sẽ có một cái suy nghĩ cởi mở hơn để có thể đón nhận những bạn đó, những người mà người ta rất là sợ và hoảng loạn trong cái đại dịch như thế này. Và mình cũng có một số lời khuyên cho các bạn chuẩn bị đi từ Hàn Quốc về Việt Nam. Các bạn nên tuân thủ và làm theo những cái chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Và các bạn nên thành thật nhất với những cái gì mà mình ghi lên những cái giấy tờ báo cáo, để mà không chỉ bảo vệ cho chính bản thân mình không, mà còn bảo vệ cho tất cả mọi người trong gia đình của mình nữa nha. Còn đối với những bạn Việt Nam vẫn còn đang ở Hàn Quốc, thì mình nghĩ các bạn, chính bản thân mình trước mắt á, thì mình phải tự bảo vệ mình đi. Hạn chế đi ra ngoài, hạn chế đi chơi và làm những cái việc mà tiếp xúc với những người khác. Và nhớ, luôn luôn trong trạng thái nếu có ra ngoài đường phải đeo khẩu trang và đeo găng tay được thì càng tốt. Luôn luôn xịt nước rửa tay và rửa tay thường xuyên nha các bạn nha. Và mình hy vọng là tất cả chúng ta có thể vượt qua cái đại dịch này. Cố lên nha các bạn ơi, cố lên.
Ok, và vlog ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Bye bye.